chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ. Vẫn biết, tuyên bố này của Tổng thống đắc cử Donald Trump là mang tính ước lệ. Nhưng dư luận vẫn không khỏi hồi hộp dõi theo những bước đi của ông nhằm nhận diện kế hoạch cho một trong những điểm nóng phức tạp nhất hiện nay. Bên cạnh những thông tin đồn đoán về cuộc gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Tổng thống Ukraine Zelensky, đã có một số thông tin rò rỉ về tính toán của ông Donald Trump cho thấy cách tiếp cận khác biệt với chính quyền tiền nhiệm. Bình luận quốc tế ngày hôm nay sẽ phân tích sâu về vấn đề này. Từ những thông tin rò rỉ, cho đến thời điểm này, Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể nào về cách ông hiện thực hóa cam kết tranh cử chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ. Bản thân ông Donald Trump cũng từng cho biết yếu tố không chắc chắn cũng là một trong những chiến thuật đàm phán của ông và không thể tiết lộ một cách công khai. Nhưng trong khi ông Donald Trump vẫn giữ kín những lá bài của mình, những người trong vòng tròn thân cận của ông đã hé lộ một số điểm chính về kế hoạch đối với cuộc xung đột Ukraine. Được nhắc đến nhiều nhất là thông tin mà Brian Lanza, người tự nhận là cố vấn hàng đầu của ông Trump, đưa ra trong một cuộc phỏng vấn. Trong đó, ông Trump nhấn mạnh Ukraine cần có tầm nhìn thực tế về hòa bình, ám chỉ đến tính không khả thi trong yêu cầu của Ukraine về việc Nga phải trả lại vùng lãnh thổ Crimea. Để đánh giá sức nặng trong thông tin mà ông Brian Lanza đưa ra, cần hiểu vị trí của ông là đối tác của công ty tư vấn McCarthy Public Affairs, có nhiều hoạt động liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Trước đồn đoán của truyền thông về việc Brian Lanza chỉ là một phép thử nhằm kiểm tra phản ứng của các bên liên quan trong cuộc xung đột, một phát ngôn viên của ông Donald Trump đã phải tách bạch tuyên bố của Brian Lanza với cách tiếp cận chính thức của ông Donald Trump, nhấn mạnh vai trò của Lanza chỉ là một nhà thầu cho chiến dịch tranh cử, chứ không làm việc cũng không phát ngôn thay cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Nhưng dù không chính thức, có thể nhận thấy tuyên bố của Brian Lanza không khác biệt đáng kể so với những ý tưởng rò rỉ từ vòng tròn thân cận của ông Donald Trump cho đến nay. Tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung, đóng băng cuộc xung đột và Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO trong một thời gian nhất định, ít nhất là trong vòng 20 năm tới. Việc đóng băng này sẽ đi kèm với các thỏa thuận an ninh của các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ đối với Ukraine, trong đó có việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để tăng cường khả năng phòng thủ trong tương lai. Ý tưởng vùng đệm phi quân sự. Bên cạnh đóng băng cuộc xung đột, cũng có nhiều thông tin đồn đoán về ý tưởng thành lập vùng đệm phi quân sự trong kế hoạch cho Ukraine của ông Donald Trump. Vùng đệm phi quân sự này sẽ được thiết lập dọc theo tiền tuyến dài hơn 1.200 km giữa Nga và Ukraine. Bản dự thảo kế hoạch cho thấy lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ vùng đệm phi quân sự. Kế hoạch này phù hợp với một cuộc phỏng vấn do Phó Tổng thống sắp nhậm chức J.D. Vance thực hiện vào tháng 9 năm nay. Trong đó, ông cũng lên tiếng ủng hộ việc thành lập một khu phi quân sự dọc theo tuyến đầu hiện tại. Một điểm khác biệt là ông J.D. Vance trước đây đã phác thảo vai trò của Mỹ như một bên trung gian trung lập thay vì trao trách nhiệm cho châu Âu. Theo một trong những cố vấn lâu năm của ông Donald Trump, kế hoạch mới sẽ xem xét lại những thỏa thuận Minsk đã thất bại vào năm 2014 và 2015, vốn chưa bao giờ được thực hiện. Các thỏa thuận này bao gồm một kế hoạch thành lập các khu vực tự trị tạm thời ở những khu vực do Nga kiểm soát của các tỉnh Donetsk và Luhansk, sau đó sẽ được tái hợp hoàn toàn với phần còn lại của Ukraine. Khu vực Crimea không được đề cập trong những thỏa thuận Minsk. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đây không phải là một biện pháp khả thi. Thứ nhất, phương án này đồng nghĩa với việc EU thừa nhận Ukraine là một phần của liên minh. Bởi đến thời điểm hiện tại, EU chỉ có thể triển khai quân sự trong trường hợp một thành viên của khối bị đe dọa. Trong bối cảnh Ukraine mới chỉ bắt đầu quá trình đàm phán để gia nhập Liên minh châu Âu, việc triển khai quân đội sẽ khiến nhiều thành viên liên minh, trong đó có Hungary, kịch liệt phản đối. Thêm vào đó, điều này đồng nghĩa với việc đẩy EU đương đầu trực tiếp với Nga, dấy lên nguy cơ căng thẳng leo thang, từ một cuộc xung đột giữa hai quốc gia thành một cuộc chiến ở quy mô lục địa. Trong khi đó, hiện EU vẫn chưa có những quy định hay điều lệ cho phép triển khai quân sự trong tình huống cụ thể này, và việc thống nhất quan điểm sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Trên thực địa, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chuẩn bị bước sang năm thứ tư và tình hình thực tế đang cực kỳ khó khăn cho Kiev và sẽ không đảm bảo đủ thời gian để triển khai những biện pháp tiếp theo. Nhưng dù với bất kỳ ý tưởng nào, điều quan trọng là Tổng thống Nga Vladimir Putin có hào hứng tham gia kế hoạch của ông Donald Trump hay không. Giới phân tích nhận định, ông Putin hiện ở trong tình thế khá thuận lợi và không vội vàng. Lực lượng của Nga vẫn duy trì đà tiến lên trên chiến trường, dù đang khá chậm rãi.
Hồi tháng 6, ông Putin đã tuyên bố điều kiện để đàm phán hòa bình là quân đội Ukraine phải rời khỏi những tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporozhye, đồng thời Ukraine từ bỏ mọi tham vọng gia nhập NATO. Vì vậy, ông Putin khó có thể chấp nhận ý tưởng đóng băng xung đột ở khu vực tiền tuyến. Bên cạnh đó, ý tưởng triển khai lực lượng của châu Âu tại những vùng đệm phi quân sự cũng được xem là lằn ranh đỏ đối với Nga. Bởi thế, trong bất kỳ kế hoạch nào của ông Donald Trump cho Ukraine, một yếu tố quan trọng sẽ là liệu ông Donald Trump có sẵn sàng và có khả năng gây áp lực lên Nga để buộc Tổng thống Vladimir Putin phải thỏa hiệp hay không. Các cố vấn của ông Donald Trump hồi mùa hè năm nay đã khuyến nghị một chiến thuật với hai mũi nhọn. Một mặt, Washington sẽ buộc Ukraine vào bàn đàm phán bằng cách đe dọa cắt viện trợ quân sự. Mặt khác, Mỹ cũng sẽ gây sức ép với Nga với thông điệp Mỹ sẽ mở rộng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu Điện Kremlin từ chối đàm phán. Tuy nhiên, ông Donald Trump vẫn chưa có tuyên bố chính nào với chiến thuật hai mũi nhọn này, cũng như bất kỳ thông tin nào về việc gây sức ép với cả Nga và Ukraine, ngoại trừ thông điệp được nhắc đi nhắc lại rằng ông muốn cuộc xung đột giữa hai bên kết thúc nhanh chóng. Ván cược của Ukraine. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế kể từ khi bùng nổ xung đột vào năm 2022. Khoản tài trợ mà ông Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa khác đã nhiều lần chỉ trích và phản đối. Tốc độ viện trợ dự kiến sẽ giảm dưới thời ông Trump khi Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng dù vai trò rất lớn của Mỹ đối với Ukraine, Tổng thống Zelensky và những quan chức khác đã nhiều lần phản đối quan điểm bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có thể củng cố lợi thế trên chiến trường của Nga. Nhưng Tổng thống Zelensky đang đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt khi ông Trump sẽ tiếp quản Nhà Trắng vào tháng 1 năm sau và sẽ triển khai những chính sách mới. Trong đó, cuộc xung đột Ukraine chắc chắn là chương trình nghị sự sẽ được ưu tiên. Dễ dàng nhận thấy, một số người trong vòng thân cận của ông Donald Trump không tán thành cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm là tăng cường viện trợ của Ukraine, nổi bật nhất là Elon Musk. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ Ukraine, có tiếng nói mạnh mẽ như là Mike Pompeo, Marco Rubio, Tom Cotton hay Robert O'Brien. Bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột thể hiện thỏa thuận không cân xứng với Ukraine đều có nguy cơ tạo ra một thảm họa về chính sách đối ngoại với chính quyền mới. Với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra 2 năm một lần, cả Nhà Trắng lẫn giới lãnh đạo trong lưỡng viện quốc hội của Đảng Cộng hòa đều không muốn mạo hiểm. Vì thế, Ukraine vẫn đánh cược rằng chính quyền của ông Donald Trump không thể ngay lập tức xóa bỏ hoàn toàn chính sách hiện tại của Mỹ với Ukraine, mà cần có thời gian để lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump với Tổng thống Zelensky ngay sau ngày bầu cử, ông Zelensky cũng nhận định rằng hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Ông Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine. Đó là một cách tiếp cận thiện chí và cũng là mong muốn của cộng đồng quốc tế. Nhưng cách thức thực hiện của ông như thế nào đến nay vẫn chưa rõ ràng. Nhưng với những gì được hé lộ đến thời điểm này, có thể thấy điểm chính là Ukraine khó có thể được đáp ứng toàn bộ yêu sách về lãnh thổ, cũng như châu Âu phải thể hiện vai trò lớn hơn với khu vực phía đông. Vì thế, những điểm chính này chưa chắc đã thuyết phục được châu Âu và Ukraine. Và câu chuyện kết thúc xung đột trong 24 giờ cuối cùng vẫn chỉ là một tuyên bố mang tính ước lệ mà thôi.